Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách tra cứu C12 của Bảo hiểm xã hội. Cách tra cứu C12 của Bảo hiểm xã hội. Ở đây, kế toán Việt Hưng sẽ sử dụng VIN Bảo hiểm xã hội giao dịch bảo hiểm điện tử, báo tăng, báo giảm cũng như là tra cứu tờ khai. Còn tùy từng doanh nghiệp thì các bạn có thể sử dụng của các nhà mạng khác nhau. Và khi mà chúng ta đăng ký với các nhà mạng về giao dịch bảo hiểm điện tử thì lúc đó các bạn sẽ có tên đăng nhập và mật khẩu. Lúc này chúng ta sẽ điền mã đăng nhập và mật khẩu vào, sau đó nhấn vào đăng nhập. Tại đây nếu như mà chúng ta muốn tra cứu C12 bảo hiểm xã hội thì các bạn nhấn vào tra cứu, chọn C12. Các bạn muốn tra cứu bảo hiểm xã hội của tháng nào, năm nào thì chúng ta tích vào tháng đó, năm đó. Giả sử ở đây tôi muốn tra cứu của tháng 2 năm 2023 chẳng hạn thì tôi nhấn vào năm 2023 và tôi chọn tháng 2, nhấn vào chữ xem file. Các bạn sẽ nhấn vào mũi tên để tải xuống. Chúng ta lưu file vào một ổ nào đó ở trên máy tính. Ở đây tôi ghi là bảo hiểm xã hội tháng 2 năm 2023. Tôi nhấn save lại và từ đó các bạn có thể mở ra để chúng ta xem dưới dạng PDF. Tương tự đối với các tháng khác thì các bạn cũng nhấn vào xem file để chúng ta xem. Trường hợp tháng nào không hiển thị xem file thì các bạn nhấn vào kính lúp này để phần mềm loát xem file ra cho các bạn để chúng ta tra cứu được. Phần mềm chỉ tra cứu được C12 đến tháng hiện tại, còn những tháng sau thì sẽ không tra cứu được. Còn nếu như các bạn tra cứu từ năm 2022 trở về trước thì các bạn lại chọn về năm 2022. Chúng ta lại nhấn vào kính lúp để phần mềm tra cứu. Khi tra cứu thành công thì phần mềm hiển thị xem file và chúng ta nhấn vào xem file và tải file xuống dạng PDF như bình thường. Như tôi vừa hướng dẫn, đó là cách mà chúng ta tra cứu C12 bảo hiểm xã hội trên phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử.